ngang nào cơ. Làm xuyên tay luôn đấy. Ôi rút ra làm gì điên à. Ôi chào cả nhà thân yêu, Bạch My đã quay trở lại rồi đây. Mọi người đã biết tin gì chưa? Đấy chính là kênh YouTube của HM Channel sắp được 3 triệu subscribe rồi đấy. Yeah. Bây giờ được khoảng tầm 2 triệu 9 rồi. Chính vì thế, My rất cần like rồi share video để cho mọi người đăng ký nhiều hơn. Xong rồi là mọi người nhớ kêu gọi bạn bè, anh chị em, người thân, gia đình, họ hàng, làng xóm đăng ký kênh nhé. Ví dụ như là mọi người có thể kêu thêm tập thể người yêu cũ, họ hàng, làng xóm. Ví dụ như hồi xưa hay ngồi nhậu với nhau chẳng hạn, nhưng mà xích mích đánh nhau gì đấy. Thì bây giờ kêu gọi đăng ký để giảng hoa. Hoặc là mọi người có thể tìm lại bạn này, tiểu học này, mẫu giáo này, cấp 1, cấp 2, cấp 3 này. Thật là nhiều người đăng ký để chúng mình nhanh được 3 triệu subscribe nhé. Ok, thank you mọi người rất nhiều. Đấy. Trở về vấn đề chính này. Thì mọi người dạo này khá là sốt ruột tại không thấy My trông vào chó Lê Hùng đúng không? Mọi người biết điều gì không? À cái này mọi người biết rồi. Đấy chính là My chính là một nhà chuyên gia hóa trang đỉnh cao. What? Cái này là mình tự nghĩ ra. Nhưng mà chính vì lâu rồi không được động đến hóa trang nên thành ra là ngứa nghề. Và hôm nay mình nghĩ được ra một cái hóa trang xịn sò cực kỳ luôn. Đảm bảo con chó Lê Hùng nhìn thấy là ui rồi cứ gọi là hết hồn con chó luôn. Chắc chắn là mọi người cực kỳ háo hức thích thú với cái mạng hóa trang này đúng không? Ok, không nói nhiều nữa, vào việc luôn. Ok, trước khi vào cái mạng hóa trang ngày hôm nay thì My sẽ giới thiệu cho mọi người biết một cái số món đồ mà My hay dùng để hóa trang ấy. Tại vì mọi khi lúc My hóa trang My toàn kiểu làm một sụp luôn ấy, nên là chưa giới thiệu cho mọi người biết những cái đồ My hóa trang là những cái gì. Đấy, nên là hôm nay My sẽ cho mọi người biết những cái món đồ này để ví dụ như bạn nào mà có ý định chôn người khác chẳng hạn, đấy thì có thể là làm theo. Ok, thì đầu tiên ấy, cái này là cái My rất hay sử dụng, nó là sáp hóa trang ấy. Thì cái này mọi người có thể mua ở các cái tiệm mà kiểu chuyên đồ cosplay, đồ hóa trang các thứ ấy, sẽ có. Đây là sáp hóa trang nhá. Đây là kiểu keo chuyên dụng cũng dành cho hóa trang. Còn những cái vật dụng này này thì nó là đồ make up mỹ phẩm ấy, tất cả các bạn nữ có thể mua loại gì cũng được. Thì cái này nó chính là kem nền. Kem nền thì mình nghĩ là các bạn nữ hầu như bạn nào cũng có đúng không? Thì mọi người cứ chọn loại kem nền nào mà phù hợp với da của mình là được, loại gì cũng được, hãng gì cũng được, không quan trọng. Còn đây thì nó là phân tạo khối ấy, thì mọi người cũng dùng của hãng nào cũng được, màu nào mọi người phù hợp với da của mình là được. Đây là cọ trang điểm này, cọ phấn phủ á, và đây là phấn phủ. Phấn phủ này thì mọi người có thể dùng màu nào phù hợp với da của mình là được. Và đây chỉ là một số những cái vật dụng mà My dùng trong cái mảng hóa trang ngày hôm nay thôi, còn rất nhiều những cái vật dụng khác nữa, nhưng mà cái đấy thì để những cái clip sau nhá, có cái gì thêm thì My sẽ giới thiệu cho mọi người biết thêm. Ok, còn bây giờ thì hóa trang thôi. Mọi người trông vẫn giống kiểu tay bị mối que xin ngang qua chưa? Đau phải biết luôn ấy, thật thì đau lắm. Con chó Lê Hùng đang ngủ ấy, bây giờ mình sẽ phải dọa cho con chó Lê Hùng tỉnh ngủ luôn. Mà mọi người có biết mình lấy cái que này ở đâu ra không? Chuyện là sáng nay ấy, à không, vừa nãy My định đi mua đồ ăn sáng, xong rồi trời đến mưa đúng không? Thế là My phải lấy cái ô để che ô. Tự nhiên cái ô này này, đấy cái ô này, nó lòi ra cái que này. Mọi người có thấy giống cái que trên tay My không? My nảy ra ý tưởng để trông cái chó Lê Hùng luôn. My cắt cái que này ra này, và bây giờ nó ở trên tay My. Mọi người thấy My thông minh không? Ah!
sáng nào không? Cứu em đâu. Em đâu. Ôi, làm xuyên tay luôn á. Mở ra xem nào. Tôi cứ bằng tạm vào đi đã. Không, rút ra mà băng một đau. Ôi, rút ra làm gì điên à? Ôi, em phải rút ra. Nào. Thôi, em rút ra là máu chảy em ơi. Rồi đấy. Ok, hẹn mọi người vào những clip tiếp theo. Bye bye.